Thưa quý vị, chuyển sang một tin Á Châu. Hài cốt của binh sĩ Hoa Kỳ từng bị thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên được hồi hương về cố quốc. Đã 67 năm trôi qua kể từ khi binh sĩ Hoa Kỳ Albert E. Quintero bị mất tích khi đang tham chiến trên đảo quốc Triều Tiên. Nhưng mãi đến tận ngày hôm nay, ông mới được đưa đi an táng trong khuôn khổ của một tang lễ tổ chức tại thành phố Long Beach thuộc tiểu bang California. Khi qua đời, sĩ quan Quintero chỉ mới 23 tuổi. Ông được yêu cầu gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ để sang tham chiến ở Triều Tiên vào tháng 2 năm 1950. 10 tháng sau đó, Quintero được báo cáo bị mất tích sau khi được phái tới khu vực Chosin Reservoir ở Bắc Hàn, nơi quân đội Hoa Kỳ bị lực lượng Trung Quốc tấn công. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1953, chính phủ tuyên bố binh sĩ Quintero đã từ trần. Nhiều thập niên sau đó, thi thể của ông được khai quật tại Bắc Hàn rồi đưa đi giám định DNA. Cuộc chiến Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 đến năm 1953 đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ và hàng triệu người dân bản xứ. Cuộc chiến chấm dứt bằng một thỏa thuận đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình. Hiện tại vẫn còn khoảng 8.000 hài cốt binh sĩ Hoa Kỳ vẫn chưa được tìm thấy trên bán đảo Triều Tiên. Các bên tham chiến như Nam Hàn, Bắc Hàn, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ký kết thỏa thuận hồi hương hài cốt các binh sĩ vào năm 1992.